tiếp chụp ảnh với lan can bờ hồ. Đừng chụp như này nhé, trông sẽ rất lùn. Hạ máy ảnh xuống, căn mẫu ảnh ở 4 ô dưới bên trái. Đừng chụp xa như thế này nhé, lại gần mẫu ảnh, căn mẫu ở giữa hai ô vuông. Ăn mẫu ảnh ở 4 ô dưới bên phải.